Ngày 19 tháng 2, huyện Cờ Đỏ tổ chức họp triển khai các mặt công tác chuẩn bị cho hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2024. Đến thời điểm này, huyện Cờ Đỏ đã cơ bản hoàn thành các mặt công tác sẵn sàng cho hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2024 diễn ra vào đêm 26 và rạng sáng ngày 27 tháng 2 năm 2024. Trước đó, huyện Cờ Đỏ đã triển khai nghiêm túc các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng theo luật định. Các xã thị trấn tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho 100% thanh niên trúng tuyển. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các địa phương đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, động viên tinh thần cho thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Năm 2024, huyện Cờ Đỏ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 230 thanh niên nhập ngũ, trong đó giao cho Bộ Quốc phòng 157 thanh niên và Bộ Công an 73 thanh niên.